Xin chúc mừng bạn Tân Duy, bạn Duy Phạm, bạn Hải Tuấn. Câu trả lời các bạn đã hợp lệ khi like, đăng ký, nhấn chuông. Câu hỏi lên TV hôm nay là, ngày mấy trường bạn sẽ tổng kết năm học? Câu trả lời chỉ hợp lệ khi các bạn đã like, đăng ký, nhấn chuông. Tấn công và tiêu diệt bọn chúng. Cẩn thận chúng đòn đấy. Bất ngờ chưa bảo già. Người nghĩ có thể đánh bại ta ư? Ôi không, bị hắn ta tóm rồi. Thật thảm hại, giống như tà tần của ngươi. Ai đó hãy mau cứu anh ta đi. Hay quái xít chút nữa thì toi đời. Nhà ngươi tưởng có thể thoát khỏi ta sao? Hãy mau mau chạy đi, không là toi đấy. Hy vọng cậu vẫn ổn sau đòn đánh này. Là kẻ nào đã đánh lên ta? Là bố của ngươi nè con trai. Ta có quà cho ngươi đây. Ôi không, anh ấy đang rơi tự do. Hy vọng anh vẫn ổn sau cú rơi. Đầu tiên tôi đánh anh trai ngươi, bây giờ ta làm phiền ngươi. CKB đi bạn của tôi. Nhà ngươi đang làm cái gì vậy hả? Tại sao ngươi lại tấn công ta? Chúng tự đánh nhau à? Đúng thật là quá ngu. Bà ơi, bị phát hiện mất rồi. Thì ra ngươi đã giở trò. Bà đây cứ thích thì làm sao? Đâm mạnh mạnh vào nhé. Ta sẽ tấn công tụi bay. Thật là một cảnh hỗn loạn. Nhanh lên không là tối đấy. Nhanh hạ chúng đi anh trai ơi. Mù rồi nhé nhóc con. Cuối cùng thì cả hai cũng gặp nhau. Thứ này là gì đây? Nhà ngươi mắc bẫy rồi. Cái quái gì đó đã xảy ra? Đây là nơi nào vậy? Thật đúng là quá kỳ lạ mà. Có vẻ như mình đã mắc bẫy. Hãy cẩn thận nhé anh trai ơi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Có vẻ như đây là một cái bẫy. Thứ này lại là gì nữa đây? Mình cần cẩn thận hơn mới được. Cứu tôi với sát thủ. Đừng đi, đó là một cái bẫy. Xít chút nữa thì rơi rồi. Ôi trời ơi. Cẩn thận trên đó nhé anh trai. Cuối cùng chúng ta đã gặp cô ấy. Ta quá sơ suất rồi. Cẩn thận bên dưới đấy. Không lẽ chúng ta phải xa nhau ư? Ôi trời ơi, cái miệng ta Thunder Jin Man. Lại đến một nơi khác sao? Những điều vừa xảy ra quá kinh khủng. Sắp tới không biết lại có chuyện gì đây. Xin chào anh bạn của tôi nhé. Anh đã chết rồi cơ mà. Hãy uống cái này nhé anh bạn. Được thôi, trước tiên hãy ăn một dao trước đã. Kết liễu nhanh gọn quá đi thôi. Đúng là phong cách làm việc của sát thủ.
thật quá lạnh lùng và điềm tĩnh. Nơi đây của thật rất đáng sợ. Lại chuyện kinh khủng gì đây? Cuối cùng cũng thoát khỏi ảo giác. Bên đó là cái quái gì vậy? Ở đây thật hỗn loạn. Cờ lắc u mần đang lầm nguy. Tôi sẽ đến cứu cô đây. Hắn ta lại xuất hiện rồi sao? Ta sẽ tấn công người. Lại là chuyện gì nữa đây? Mình đang ở đâu thế này? Tâm trí mình thật hỗn loạn. Bạn có thể cứu tôi. Ông ta đã chết rồi mà. Tôi quá nhớ bố của mình. Ôi, lại chuyện gì nữa đây? Đó là thủ lĩnh mà. Ông tính làm gì người đẹp vậy? Thật sự đây là thây ma sao? Lại là chuyện quái gì đây? Điều quái này thật đáng sợ. Đó là một tòa nhà cao. Cẩn thận u đầu đấy cô em. Xít nữa thì toi đời. Điều này của thật rất kỳ lạ. Đây là khoảng thời gian rất tệ. Ngươi đi đâu hả cô nhóc? Chuẩn bị chịu sự trừng phạt đi. Đây là cái gì thế này? Là kẻ nào dám phá chuyện? Nhà ngươi là ai? Hóa ra là một tên lính quèn. Hình bóng này rất quen thuộc. Đờ gì mà não bự đã trở lại. Chuẩn bị áp dụng kiến thức đào đất nhé. Hy vọng ta sẽ đào bột chôn ngươi ở đây luôn.